Thưa quý vị, kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới cho thấy khi người bệnh mang thuốc methadone về cũng sẽ có những rủi ro và cần phải có các biện pháp để giảm thiểu. Vậy làm như thế nào để việc cấp phát thuốc methadone dài ngày mang lại hiệu quả? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS xung quanh câu chuyện này. Ông cho biết tại sao chúng ta lại thực hiện thí điểm tại ba địa phương là Điện Biên, Lai Châu và Hải Phòng? Chúng tôi cũng đã cân nhắc các cái tiêu chuẩn để lựa chọn tỉnh thí điểm. Thì đưa cái khoảng cách mà từ nhà bệnh nhân đến uống thuốc tại cơ sở là số 1. Thứ hai là cái sự tham gia tích cực của cơ sở, của chính quyền địa phương, của ngành y tế và cơ sở điều trị với giai đoạn thí điểm. Thứ ba là vừa lựa chọn miền núi, vừa lựa chọn ở đồng bằng để chúng ta đánh giá. Bởi vì sau này thì chúng ta mở rộng thì không phải mỗi miền núi mà có cả các tỉnh đồng bằng. Cho nên là phương án lựa chọn đại diện vùng miền, vừa có miền núi mà lại vừa có đồng bằng. Được biết thì hiện nay Điện Biên cũng là một trong những địa bàn nóng với số người nghiện cũng khá là cao và cái số người từ bỏ quá trình điều trị cũng rất là lớn. Vậy thì khi mà chúng ta thực hiện triển khai đề án này thì có những cái kỳ vọng như thế nào để nâng cao cái số người điều trị? Cái việc mà bệnh nhân ngày nào cũng đi uống thuốc như thế và như Điện Biên là 10 năm thì cũng như kinh nghiệm quét nước thôi, bệnh nhân lại vào chương trình, rồi có cái việc ra khỏi chương trình, rồi lại vào ra. Vì là cái việc đi uống thuốc nhiều ngày như thế là rất là khó khăn, áp lực. Và cái giải pháp mang thuốc về nhà là một trong những giải pháp chúng tôi cho rằng rất là căn cơ để giúp cho những người bệnh nhân họ tuân thủ được điều trị, họ duy trì được trong những cái hoàn cảnh có những cái việc đặc biệt vân vân thì họ đều đã có thuốc để họ uống. Và điều đó giúp tuân thủ điều trị cũng như là sẽ giúp để chúng ta có được nhiều bệnh nhân tham gia điều trị hơn. Xin ông có thể chia sẻ là những cái rủi ro nào chúng ta có thể gặp phải khi mà chúng ta thực hiện cho bệnh nhân mang thuốc về nhà? Cái điều lo lắng nhất trong cái cấp thuốc về nhà đấy là quản lý thuốc như thế nào. Bởi vì là thay vì ở đây thuốc methadone là thuốc gây nghiện và được quản lý chặt chẽ tại cơ sở y tế. Thế thì bây giờ phát cho bệnh nhân về nhà thì bệnh nhân quản lý thế nào? Ba cái rủi ro. Thứ nhất là bệnh nhân mang thuốc ra bán. Và trong hành vi này thì lại là quy định đúng theo luật hình sự là buôn bán ma túy bất hợp pháp. Và cái liều như hiện tại chỉ cần tính một liều trung bình của bệnh nhân là cũng đủ để ở mức độ hình sự là từ 6 tháng đến 1 năm tù. Cái rủi ro thứ hai là bệnh nhân chia thuốc. Tức là đáng ra cái liều thuốc này là của ông uống ngay thì ông lại không uống, ông lại chia thuốc cho bạn bè để uống. Cái đấy cũng là những cái hệ lụy. Cái thứ ba, cái là uống nhầm thuốc. Một số cái thống kê mặc dù là cũng rất nhỏ, nhưng mà lại đưa thuốc về cất ở nhà, thế là trẻ con hay là người nào đấy tưởng là siro gì đấy, nhất là trẻ con uống nhầm. Và cái thuốc này thì nó có cái tác dụng của nó là ức chế hô hấp. Cho nên khi uống nhầm thuốc thì phải cấp cứu bằng các cái thuốc giải, không thì bệnh nhân sẽ suy hô hấp, ngưng thở. Vậy thì việc kiểm tra, giám sát sẽ được thực hiện như thế nào để chúng ta giảm thiểu những cái rủi ro đó? Ta đã xây dựng một cái hệ thống kiểm tra, giám sát khá là chặt chẽ. Kiểm tra từ cơ sở điều trị, kiểm tra từ cơ sở cái hệ thống y tế, để kiểm tra từ các cái bạn ở cộng đồng để kiểm tra bất kỳ thời gian nào. Ví dụ bây giờ bệnh nhân được cấp về 3 liều, hôm nay là ngày thứ nhất bệnh nhân uống 1 liều rồi còn 2 liều. Cơ sở điều trị có thể gọi bệnh nhân vào bất kỳ giờ nào, đề nghị anh mang thuốc lên đây cho tôi để tôi kiểm tra. Đương nhiên là ông phải sâu ra những cái thuốc mà ông chưa dùng. Cái thứ hai là có thể là bây giờ với cái phương tiện điện thoại, smartphone cái thứ thì kết nối luôn, đề nghị bật ra camera ra cho tôi xem là thuốc của ông đâu, xem cái tủ cất thế nào để mở ra xem có bao nhiêu liều đấy. Thứ ba là kiểm tra ngay tại nhà thì có cán bộ y tế, trạm y tế thì họ sẽ đến kiểm tra. Thì đấy là đối với việc tuân thủ quản lý và sử dụng thuốc. Thế còn những cái tình huống rủi ro như là trẻ con uống nhầm thuốc vân vân thì chúng ta cũng đã đưa ra tiêu chuẩn để lựa chọn bệnh nhân, đấy là phải có nơi bảo quản thuốc. Thứ hai là phải tư vấn kỹ cho bệnh nhân về cái việc đấy.
Thứ ba là chúng ta được cấp cả cái hộp có khóa cho bệnh nhân. Thì bệnh nhân khóa lại thì trẻ con nó không biết cách thì nó cũng không mở được. Để mà được biết, đề án sẽ được thực hiện triển khai thí điểm trong vòng 2 năm. Vậy thì Cục Phòng chống HIV/AIDS sẽ thực hiện giám sát như thế nào để chúng ta có những cái đánh giá, xem xét là có thực hiện nhân rộng trên phạm vi toàn quốc? Cục Phòng chống HIV/AIDS đã ký với các tổ chức khoa học để tiến hành một cái đánh giá về hiệu quả. Cái việc đánh giá này sẽ trong vòng 1 năm. Thế thì sau 1 đến 2 năm thì chúng ta sẽ có nhiều các cái hội nghị hội thảo để đánh giá và sẽ có cái quyết định cuối cùng là các cái kết quả số bệnh nhân tham gia điều trị rồi những cái vấn đề xảy ra khi mà cấp thuốc về nhà để trình cấp có thẩm quyền xem xét cái việc có mở rộng cái việc này hay không. Thưa ông, kinh nghiệm từ các nước trên thế giới trong việc triển khai cấp phát thuốc methadone dài ngày như thế nào để chúng ta có những cái bài học kinh nghiệm riêng cho mình? Thì chúng tôi cho rằng là cái mô hình triển khai ở rất nhiều nước họ rất linh hoạt, và đối với những cái nước mà cái dân trí họ cao, tuân thủ vi phạm pháp luật tốt thì họ sẽ cấp thuộc như ở Mỹ là 30 ngày, như vậy là một họ cấp hàng tháng, bệnh nhân mang về uống cả tháng rồi sau đó mới quay trở lại. Thì thực ra thì nói về thuận lợi cho bệnh nhân thì hết sức thuận lợi, chỉ có là cái câu hỏi là đặt ra là quản lý thuốc thế nào, liệu họ có dùng cái thuốc để hết không, hay liệu có họ có bán thuốc hay không. Thế thì trách nhiệm quan trọng nhất vẫn thuộc về bệnh nhân, bởi vì cái này là thuộc hành vi liên quan đến buôn bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Nếu bệnh nhân bị vi phạm thì bị xử phạt rất nặng, cho nên là cái tư vấn cũng như là cái để cho bệnh nhân hiểu cái trách nhiệm của mình trước hành vi này thế nào để họ tuân thủ là cái điều quan trọng nhất. Rất cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi.